Hôm nay Sài Gòn thổi nấu cơm các bạn, đi ăn vịt quay nha, vịt quay tỳ bà kiểu Malaysia, rồi nhìn ngon không? Đã quá trời. Nữa còn bên đây là vịt quay truyền thống, ngay tại Hậu Giang quận 6. Thiếu phải có đông giống cái vịt giống không? Không có, nghĩa là không có tầng để khách. Phạm Đình Hổ, phường 2, quận 6. Bèo phải Hậu Giang. Chào các bạn, hiện tại là khoảng 12 giờ trưa ngày 9 tháng 11 2023. Đây, con đường Hậu Giang quận 6. Ngay sau lưng của mình là số 39 41 Hậu Giang ha. Ở đây nổi tiếng nè, dạo gần đây các bạn, vịt quay Tân Mã của Malaysia, ông chủ Malaysia các bạn. 39 41 Hậu Giang, phường 2 quận 6. Số điện thoại là 0382 010 368. Bây giờ chúng ta sẽ vô trong nha. Các bạn nhìn lên tòa nhà nha, rất là cao. Mình sẽ mua nửa con vịt quay rất nổi tiếng, vịt quay tỳ bà, và nửa con vịt quay truyền thống chừng bì. Chừng bì là truyền thống, là truyền thống, bên trong nó có vỏ quýt đồ đó. Ở đây mình mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Từ 7 giờ tới 8 giờ. 7 giờ sáng tới 8 giờ tối, ok. Ở đây có số điện thoại bàn nữa nè, 0286673368. Ok. Ở đây mùng 1 ngày rằm Nhật bán hả chị? Mùng 1 với ngày rằm Nhật bán. À, Tết như thế nào ha? Nhưng mình bán tới ngày nào? Khoảng độ 29 Tết hay 30 Tết? Chưa có rõ đúng không? Dạ. Ở đây mình bán được bao lâu rồi chị? Mới mở. Được bao lâu rồi? Một tháng hả? Từ khai trương 28 tháng. Nãy chị nói anh chủ là người Malaysia, yeah. Mà đến từ KL. Ok. Anh ở Malaysia hay anh là người Malaysia? Anh ở Malaysia hay anh là người Malaysia? Có nghĩa là người Việt gốc Hoa ở Malaysia. Rồi, đợi chút xíu các bạn nha, chặt ra mình xem. Đây là cái phần của vịt quay gì hả? Tỳ bà hả? Đây, tỳ bà, bởi vì giống như cái đàn tỳ bà mà mình không quay được các bạn, là bởi vì nó có nguyên cái đầu á, nó kỳ. Rồi, cái phần nước chấm này như thế nào chị? Nước chấm thì là của đây chuẩn bị mà. Chấm với tỳ bà rất là ngon. Ok, có hay có tắc bên trong đó. Cái này tắc luôn chị, chứ không phải là quýt. Bát ghi xi mùi, ok. Như vậy là hai cái màu da của nó cũng giống nhau ha. Yeah. Bên phía tay trái là tỳ bà, đây một lần nữa các bạn xem. Wow, thấy cái phần da, thấy cái phần mỡ nè. Truyền thống của nó lúc nào cũng được. Đó vậy, còn cái này là truyền thống. Tổng cộng như 400 ngàn. Đây, cái này là có chừng bì. Đã vậy. Rồi. Ok, để mình chụp cái hình đã, rồi đi về. Rồi, chúng ta tháo ra nha. Để xem nguyên cái combo có những gì. 400 ngàn đồng nữa các bạn. Rồi, cái này cũng qua được. Rồi, buông ra đi. Lấy cái loại rau mà cái dưa leo vào cho. Rồi, hai nước sốt cho vô hai cái chén trước đi. Để ra đi, lấy cái hộp thịt gà này. Đây là hộp tỳ bà nè. Rồi ăn tỳ bà trước đi. Cái tỳ bà nó sẽ lạ hơn. Cho cái phần rau ra trước đi. Và mở ra luôn. Cái rau cho lên cái dĩa thử coi. Ok. Rồi, cái chua. Cho vô đây, cho vô cái gì đấy.
Chua dĩa. Đây, có cảm giác nó giòn quá. Rồi cho phần nước sốt ra luôn đi. Mấy ha. Mấy chứ. Giòn. Cắn rộp giòn. Ờ giòn. Chua ngọt thế nào? Chua vừa vừa, hơi cay nhẹ. Có ngọt không? Ngọt. Ok, rồi cho phần nước sốt đi. Cứ đụng nữa nha. Đưa nước sốt gì ạ? Xí mồi á. Tắt xí mồi. Ừ. Rồi cho vô. Rồi đúng rồi. Cái mùi rất là thơm luôn. Rồi, mới mở ra là thơm liền. Ồ, kèo dữ ha. Rồi tiếp. Nước sốt kia. Cái này hơi nóng lắm. Đừng cái nữa. Có đừng nữa nha. Rồi nước sốt gì nữa nhỉ? Nước sốt truyền thống á. Ok. Được luôn. Rồi. Bây giờ sẽ là cái phần tì bà. Tì bà. Đàn tì bà đó các bạn. Tại vì họ lóc trong dịch mở ra vậy nè. Ừ. Giống cái đàn tì bà vậy. Giống đàn tì bà tạo hình thôi. Với bác kỹ chùa dương thôi. Ừ, đúng rồi. Tì bà tinh. Ăn thử đi, ăn thử đi, ăn thử đi. Lấy miếng đi. Đây, lấy đôi đũa xoay một cái cục thịt đây. Đại xúc, đại xúc. Rồi. Đây cái miếng này nè, miếng này nè, miếng trên nè, miếng trên này nè. Đâu, miếng này nhỏ quá. Lấy cái miếng này nè, đó, đâu mới là chưa sao chưa. Cái đó nghe cái đùi đùi. Ừ. Rồi. Đó, xoay 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 một vòng. Rồi, lật qua lật qua lật qua. Đây. Rồi, cắn cái rồi. Rồi ăn thử đi, ăn thử miếng đi. Ăn cái này nha. Rồi ăn đi, ăn đi. Rồi nhìn đã quá. Rồi giờ tới mình luôn nha. Sao? Cái mùi thơm nó nhẹ nhẹ à. Mùi thơm nhẹ nhẹ hả? Ừ. Cái da thế nào? Chắc phải kiếm cái miếng da ăn thử. Lấy đi, nó lấy miếng lớn đi. Không, cái miếng da á, kiếm cái miếng da thôi. Cái miếng da mới ăn không có mùi á. Nè, da lấy ở phần dưới. Đó. Đây lấy cái này nè. Rồi. Da nó cũng khá mỏng hả? Ừ. Tùy chỗ. Ờ. Rồi gấp thử miếng da đi. Sao? Cái da giòn đó. Da giòn hả? Có chỗ da có mỡ nó sẽ béo đúng không? Đúng rồi. Không. Cái phần thịt cũng béo luôn. Dạ. Yeah. Phần thịt cũng thấm cắn là tôi mỡ ra. Ô là là. Nè, cái dinh cắn cục này là nãy tôi mỡ rồi nè. Rồi, mỡ luôn cái phần dịch quay này đi. Bung nó ra. Nó chỉ hơi lạ lạ, đặc biệt chút xíu thôi. Có gia vị đặc biệt không? Không, không cảm nhận được. Không cảm nhận được hả? Ừ. Vậy có nghĩa là tì bà cũng giống vậy thôi. Cũng giống truyền thống thôi. Gần giống luôn. Có nghĩa là tạo hình thôi. Ừ, đúng rồi. Có nghĩa là tạo hình thôi chứ không có gì. Ủa nó cho nhiều nước chấm vậy hả? Cả đống luôn rồi. Quá trời. Gì đây? Có dưa leo trọng nó rồi bỏ bớt đi. Rồi ok. Quay từng mã đá xuống. Rồi. Thử đi. Ồ cái lớp này da nó mỏng hơn thì phải hả? Mỡ quá. Lấy thử miếng lên nè. Xoay 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 miếng nữa. Lên miếng mỡ. Rồi. Miếng nào lấy lớn lớn rồi là cũng được hết á. Rồi ok. Xoay rồi đó. Nè không. Rồi ăn đi. Để mình ăn xong rồi tới mình ăn các bạn. Sao? Bây giờ em đã ăn miếng truyền thống của nó rồi thì em lại thích cái tì bà hơn. Vậy hả? Tại sao? Cái phần da của truyền thống nó mềm. Ừ. Nó không còn giòn nữa. Dạ. À, và cái vị nó cũng nhạt hơn một xíu so với cái tì bà. Tại vì cái tì bà nó sẽ có vị ngọt. Ngọt một xíu. Rồi. Ừ. Vị ngọt em nói là từ thịt hay từ từ da? Phần da, phần gia vị á. Ờ ok. Và bây giờ ăn cái phần phần này nè. Thịt. Em muốn biết nằm chỗ nào nha. Ừ. Cái phần thịt thì nó mềm rong hoàn toàn luôn. Ừ. Nó khác với bên tì bà là nó dai. Dai hơn à? Ờ. Ok. Còn nếu như em chọn là em chọn tì bà. Chọn tì bà hả? Ờ. Ok rồi. Ban đầu cứ nghĩ á, tại vì không có hai cái hai bên để so sánh á. Dạ. Thì cứ nghĩ là tì bà cũng giống truyền thống. Dạ. Nhưng mà bây giờ ăn là khác. Khác hả? Em không biết có phải là cái cục em chọn cái góc này nè. Ừ. Nó mềm hay khó sao. Rồi ok, bây giờ là sẽ tới thực thần. Mình nói vui các bạn nha. À, nói về những người thực sự biết ăn là phải nói tới cô chú anh chị. À, đặc biệt những người lớn tuổi. Khẩu vị rất là chuẩn.
thế hệ sau thôi. Cái này cũng có thể là mỗi người một sở thích nữa. Đúng rồi, mọi người sở thích. Ai thích ăn mềm thì lấy cái ừ. Ai thích ăn dai thì lấy. Nhưng mà vẫn phải nói là về ẩm thực, đúng thật sự mà nói là ẩm thực truyền thống ngày xưa thì cũng rõ ràng là nó có quay chuẩn và nó những người ăn rất là sao ta? À, tức là yêu cầu rất là cao, bây giờ thì dễ dàng hơn rất nhiều. Do đó mà nói là so với ẩm thực bây giờ và ẩm thực ngày xưa thì sự mà nói là mình vẫn nhớ cái hương vị ngày xưa hơn rất rất nhiều. Ví dụ như nãy mình mới nhắc tới cái vụ mà bún nước á à. Không thể nào những người lớn tuổi mà đi ăn bún nước được. Bún nước cái bún nước mà bột ngọt còn hơi trộn á à. Mình đang đề cập tới vấn đề là ở Sài Gòn trong những năm gần đây có món bún nước. Mà bún nước đó thì rất là nổi tiếng và là giới trẻ đi ăn rất rất nhiều. Thì mình thì lại không đi ăn được là bởi vì thực sự mà nói là mình chỉ cần nhìn cái tô bún là mình không muốn ăn rồi. Lý do tại sao là bởi vì cái nước đó không có nấu bằng bất kỳ cái gì gọi là xương hầm gì cả, mà chủ yếu nó sẽ là khoảng độ nước luộc mì hoặc nước luộc bún, rồi cho 2-3 muỗng bột ngọt vô, hơi giống như kiểu gọi là bún quậy mà mình đã từng quay hình đó. Và họ còn ghi một cái dòng gọi là ăn bột ngọt vừa phải không có sao. Nhưng mà đúng, ăn bột ngọt vừa phải không có sao, nhưng vấn đề quan trọng là cái nước lèo nấu bằng cái gì, nó có sự đặc biệt hay không, đó mới chính là cái phần quan trọng. Còn như là cái phần nước lã nấu lên xong rồi bỏ bột ngọt vô thì nó có gì đâu gọi là bún, có gì đâu gọi là đặc biệt. Nhưng mà ép một cái thực sự mà nói là cái phong trào đi ăn rất nhiều. Và cái đây khoảng một tuần thì em có cho bà ngoại coi cái clip đó đó, bún nước đó đó. Ngoài nó chờ cái này mà chưa có ăn chắc tao chửi. Nhưng mà thực tế là cái những cái người quay video đó thì cái lượng view rất cao, nhưng mà mình là mình không đi theo cái khuynh hướng đó. Do mình nói là vẫn suy nghĩ vấn đề ở chỗ là thứ nhất là những người xem kênh của bên Tùng Thali Việt Nam đại đa số là cô chú lớn tuổi, anh chị rồi, rất biết ăn. Cái thứ hai nữa là mình không muốn tốn thời gian của mọi người. Khi mà xem một video, khi mà Tùng đưa một video nào lên đều có một cái giá trị nằm trong đó, phải có một cái gì đó về thông tin, có một cái đó gì đó về gọi là lợi ích, về giá trị thì mới đưa lên, chứ còn thôi là sẽ không đưa lên. Không có mất thời gian, không phải là vì kiếm tiền mà bất chấp để làm tất cả mọi thứ. Rồi chúng ta trở lại đề tài, bây giờ Tùng sẽ ăn cái phần vịt quay và sau đó sẽ nhận xét nha. Cái phần này họ cho bên đây cũng đi trang nha. Em để lại nha. Rồi ok được rồi. Cái phần nước chấm á. Ừ. Chỉ có thêm dưa leo thôi. Rồi mình đã ăn 3 miếng vịt quay tỳ bà và 2 miếng vịt quay truyền thống các bạn. Trên cơ bản các bạn nha. Cả hai cái phần vịt này đều nghiêng về cái vị mặn mặn chứ không thiên về vị ngọt. Mình đang nói là từ cái phần da vô lại tới cái phần thịt. Ở bên tỳ bà nó có vẻ nó sẽ đậm đà hơn. Cái da vịt ở cái phần mà không có mỡ nó sẽ dai dai. Ở cái phần có mỡ thì nó sẽ có độ béo béo. Phần thịt vịt mình nói là không hiểu tại sao nó không toát lên được cái vị ngọt, mà nó sẽ thiên về cái vị gọi là nó trung tính á, có chút xíu vị mặn mặn. Có nghĩa là bạn nào thích ăn ngọt ngọt thì không phải là cái gu này, mà gu này gu mặn mặn nha. Còn bác, các bạn có hỏi mình là nó có cái gì đặc biệt không? Không có đặc biệt hết. Không có bất kỳ một cái gia vị này tạo lên một gọi là cái mùi hương đặc sắc của cái vịt này so với cái vịt quay mà mình đã từng ăn. Nãy nãy em bảo phân biệt không được, nó có gì đặc sắc hơn cái vịt. Thực sự là nó không có gì đặc sắc hơn các bạn, chỉ là cái tên gọi thôi. Bây giờ chúng ta qua cái phần vịt quay truyền thống, cái lớp da nó thì cũng tương tự thôi. Cũng dai dai, rồi chỗ nào có mỡ mềm 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 thơm thơm. Tuy nhiên cả hai cái phần da này mình nói thật lòng nha, mình cắn vào á thì cái độ thơm của nó ở mức độ mình chia trên khung điểm 10 á thì nó rơi vào khoảng độ điểm 6 các bạn. Có những nơi mình quay thực sự mà nói là cắn vào phần da cái mùi thơm nó tỏa ra gọi là ngát. Gọi là sao ta? Thơm phức luôn. Thơm phức gọi là bát ngát ông địa luôn á, cái từ đó quên từ gì. Bát chợ ông địa. Mát chợ ông địa luôn. Còn ở đây thực ra mình nói là mình phải nhấm nháp từ từ, mình phải cắn, mình nhấm nháp thì bắt đầu mới cảm giác ra được cái mùi thơm của cái phần da vịt. Cái phần thịt vịt bên đây cũng vậy luôn, không hiểu là họ làm vịt quay truyền thống nhưng mà cái vị nó cũng nghiêng về vị mặn mặn chứ không phải là vị ngọt. Phần thịt vịt nơi nào có mỡ sẽ ngon hơn, còn nào không có mỡ thì cảm giác nó sẽ hơi bị gọi là sao, hơi khô à? Em thấy bên đây hơi già. Bên truyền thống á thì nó lại mềm hơn rất là nhiều so với bên tỳ bà. Tại vì bên tỳ bà nó sẽ cái dạng như là nó bị nướng lên lúc quay thì nó sẽ bị khô lại, thành ra nó dai hơn. Rồi. Cái này là cảm nhận của em nha. Rồi. Còn bên truyền thống thì rất là mềm. Ở đây hai cái phần nước sốt, thực sự mà nói là nước sốt bên phía tay trái chua chua ngọt ngọt, thơm cái mùi gọi là mùi tắc đâu đó.
Còn nhưng bên mà đây là vị mặn mặn. Ở đây cái mà cuối cùng mình thích nhất, các bạn biết cái gì không? Cải chua. Giòn, chua, ngọt vừa phải. Còn hai cái món thịt vịt này đối với mình rất rất bình thường các bạn. So với những cái tiệm thịt vịt gọi là vịt quay mình đã từng ăn ở Sài Gòn, mình thấy là cái tiệm này, hai cái món thịt vịt này đối với mình bình thường lắm. Gọi là những người sao đâu, chưa thành công. Ừ, nó không có đạt được như mình mong muốn. Và hai là nó không có gì đặc sắc. Nghe cái tên gọi rất là kêu vịt quay đàn tì bà, gọi là một sản phẩm mới ở Sài Gòn. Nhưng mà ngay tại thời điểm này mình ăn thì mình không thấy gì đặc biệt hết. Nó không bật lên được, không làm khiến mình wow á. Ừ. Nó còn không... Nếu... Nó không làm mình wow mà nó cũng không làm mình... Rồi sao ta? Không làm mình... tán thưởng nó về cái vị bình thường thôi. Đúng rồi. Cần cái vị bình thường của nó không tới. Đúng rồi, cái vị bình thường nó lại không đạt được so với một số những cái tiệm vịt quay mình đã từng ăn, các bạn nhớ không? Nó không tệ, nhưng mà nó không lên được tới điểm 8. Đúng rồi. Nó lưng chừng rơi khoảng độ từ 6.5 tới mức độ 7 trong khoảng độ đó thôi. Chính vì hồi nãy mình mới nói là nếu mà em chưa ăn được cái truyền thống của nó thì em còn tưởng cái này nó không gì đặc biệt so với truyền thống. Mà lúc ăn rồi thì nó chỉ khác đi, nó chút xíu à, nó rất là mỏng manh. Cái mà vịt quay mà chúng ta trông mong thực sự là cái da vịt nó phải thơm thơm nức mũi, cái phần thịt vịt nó phải có độ mềm, độ dai, độ ngọt thịt. Thứ hai là có một số cái phần thịt vịt nó sẽ có cái phần mỡ nó tươm ra ăn rồi thì nó như chảy ra, rồi là mình thấy là mình thèm á, nhưng mà không có làm cho mình ngán. Thì cái loại thịt vịt đó, vịt quay đó không phải ở chỗ này. Bữa mình ăn ở tiệm nào ngon ra? Ở Âu Cơ phải không? Âu Cơ thì có Đắc Ký hả? Đây là Đức Hòa, Đắc Hòa. Đắc Hòa. Đắc Hòa, Đắc Ký rồi Bùi Hữu Nghĩa. Nói chung là các bạn cứ đi thử đi. Không, bữa mình ăn không ăn Bùi Hữu Nghĩa, mình ăn Bùi Hữu Nghĩa là lâu rồi. Mình ăn một cái hộp mà mình khen ngon quá trời. Đắc Hòa. Không nhớ được, trên Âu Cơ á, chỉ nhớ trên Âu Cơ. Khúc qua cơm gà Hải Nam thì xé xéo. Đắc Hòa, Đắc Hòa, Đắc Hòa, Đắc Hòa. Thì trên đường Âu Cơ quận Tân Bình, nó là đối diện là quận 11 thì có hai tiệm bán vịt quay ngon. Đúng rồi. Tạo Nguyên cũng ngon. Tà Quyên cũng được luôn, đúng rồi, Đắc Hòa. Ngoài ra thì trên Hậu Giang có một cái tiệm vịt quay cũ mà cách đây khoảng độ 3 năm rồi thì Tùng có quay thì cũng ngon. Nói chung ở đây không phải là tệ nhưng mà nó không đạt được tới cái vị của mình các bạn. Nó thích thì ăn, ăn thì thử thưởng thức thôi. Nhưng mà các bạn biết sao, hồi nãy mình ăn vô trong vòng khoảng độ 1 phút mình không thấy được cái độ thơm của vịt quay nó ngào ngạt trong cái khoang miệng, và cho đến thời điểm hiện tại mình cũng không có cảm giác được cái vị đó. Và cái giá 400.000 đồng này nói chung là cũng ở phân khúc cao đó chứ không phải là phân khúc thấp đâu. Vịt quay hiện tại là khoảng độ nhiêu ta? 350. 360. Có chỗ là 430 nha. Dạ. Yeah. Tùy chỗ. Cũng nhà cũng hay ăn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Và các bạn nhớ nha, đối với vịt quay này, những người lớn tuổi chẳng hạn như ba má mình có vẻ là họ sẽ thích không cái vịt quay ngày xưa hơn. Sẽ không thích cái vịt này đâu. Nếu mà nếu bà như em mà đem bà ngoại, đem bà ngoại ngoại chơi này ngọt. Ngọt đâu ngọt. Nó không hề có một cái vị ngọt luôn, nó thiên nhiên vị mặn. Cái phần này nè, cái phần sớm này mỡ mỡ này nè. Phần mỡ mỡ hả? Nó thiên về vị mặn hoàn toàn luôn á. Thế nó ngọt ngọt. Ngọt chứ có cái này thôi nè. Rồi. Thôi kêu thêm Quy qua đây nữa. Rồi ăn đi Quy. Mẹ ăn đại đi, miếng nào cũng được. Rồi mình đừng có chấm nha, mẹ ăn trước thôi. Khỏi cần chấm. Mày cứ cắn khoảng độ vài ba miếng đi rồi mày nói. Rồi, Quy đã ăn hết 2 miếng cộng thêm miếng đồ chua rồi, mày uống nước đi sau đó mày nói. Giờ mày chuẩn bị chưa? Rồi, cứ nói theo những gì cảm nhận mình thôi. Nãy giờ em ăn 2 miếng. Ừ. Cái miếng trên là miếng thịt, còn cái miếng dưới là nó gần tới khúc xương, cái khúc cuối cùng á. Thật ra cái khúc đầu tiên mình ăn, cái miếng đầu tiên mày ăn sẽ là cái miếng là có xương. Nó nằm tuốt ở dưới, nó gần nó thi hướng về có xương nhiều hơn. Đúng rồi. Đúng không? Rồi miếng đó là sao? Cái phần ở dưới thì cái phần thịt ở dưới à. Cái nướng thì nó có gì mặn mặn. Ừ. Còn ở trên đó thì hồi nãy em ăn cái khúc mỡ chứ không phải cái khúc thịt. Thì nó đỡ đỡ hơn, là cái vị nó cũng vừa đủ à. Là rồi. Nó hơn vị nó vừa đủ. Ấy em nói đây nó thiên về vị nào? Cái vị vị mặn vị ngọt gì thế nào? Nó cũng không mặn, nó cũng không ngọt, nhưng mà ở dưới cái nướng ở dưới là nó mặn mặn nha. Rồi ok. Cái vị nó mặn mặn, nhưng mà em ăn cái miếng thịt ở trên á thì cái da nó không được giòn.
Rồi. Và hạch nó thì nó mềm quá. Độ thơm thế nào? Độ thơm thì là cái mùi nó cũng không tới. Không tới. Rồi. Ok, đủ rồi. Quy không hề biết về cái vịt quay này các bạn. Không hề biết vịt quay này là tỳ bà hay là vịt quay này truyền thống. Mà là mình dồn chung hai cái vào chung một. Cái thứ hai nữa là Quy cũng không hề biết là mình mua vịt quay nào đâu. Chỉ mới là kêu Quy chạy qua mày ăn thử vịt quay để cảm nhận thôi. Và đây là cái nhận xét của Quy. Như vậy là nãy giờ nhận xét mày trùng với nhận xét của tao đó. Đúng. Gần như là 80%. Không sai. Tại vì nó không bật lên được. Nó không có bật lên. Không bật lên được gì luôn. Cái hạch này nó đúng là mềm nhưng mà mình giống ăn giống như là nó bở thịt. Anh thì không nghĩ nó bở thịt mà anh cảm thấy là biết sao nó không bật lên được cái vị của vịt quay, chẳng hạn như độ thơm của da rồi cái độ dai, độ mềm của thịt, độ ngọt của thịt, nó không bật lên cái độ ngọt luôn. Cái độ dai. Mà nó thiên về vị mặn mặn. Nó lạ lạ vậy. Riêng về cái vị mặn mặn nhưng mà nó nằm ở cái miếng ở dưới cùng á nha. À, đúng rồi, cái miếng này còn ở trong cái thịt thì nó lại không có. Trong thịt thì lại không toát ra được vị ngọt đúng. Mà cũng không toát được vị mặn. Nó cứ lợ lợ đúng không? Lợ lợ. Dạ. Nó không đậm mà cũng không nhạt luôn nhưng mà nó không có lên được cái mùi vịt. Cái kiểu này mình đúng là nói là đối với cô chú gọi là lớn tuổi mà ăn theo kiểu vịt ngày xưa thì có nghĩa là sẽ không có chấm lắm. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Nói chung là xét về mặt màu sắc bên ngoài thì họ làm rất thành công nhưng mà bên trong thì phải xem khẩu vị của từng người, coi người đã thích ăn cái loại nào thì người đã ăn loại đó. Nhưng bản thân mình thì sẽ chọn cái phần vịt quay loại khác. Đúng rồi, em thích cái vịt truyền thống, còn cái này là nó không phải. Không, cái này cũng có truyền thống luôn á, nhưng ý nó là sẽ có từng tiệm nữa. Thì nói chung là các bạn cứ đi ăn đi, mua thử đi. Chỗ nào thích thì mình ăn chỗ đó thôi. Rồi, ok. Kết thúc chuyển giao.